Tôi xin mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh Dũng Ca Garden, kênh YouTube Dũng Ca Garden. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho toàn thể anh em và các bạn xem video, anh chị xem video về cái cách mà mình cải tạo đất á. Thì mình sẽ có những cái cách cải tạo như thế nào. Thì đa phần mình trồng rau sạch mà mình sử dụng đất mình mua sẵn đất sạch tri bót vân vân, về một khoảng thời gian thì mình xài thì nó không còn cái chất lượng nữa bằng cái đất mà mình sử dụng đất thịt ở ngoài á, ngoài môi trường tự nhiên. Thì hoặc là trong cái thời gian mà mình trồng rau á, mình trồng một thời gian rồi mình lấy đất về mình trồng một thời gian rồi, thì mình cần có những cái biện pháp nào để mà mình xử lý. Tại vì đất mình trồng một thời gian thì nó sẽ tích tụ lại những cái mầm bệnh nè, rồi những cái vi khuẩn, những cái loại nấm nó có hại trong đất á, trong quá trình mà mình trồng. Thì về lâu về dài mình cứ tái sử dụng hoài thì nó sẽ không đảm bảo về sản lượng cũng như là về cái chất lượng mà cái giá trị mà cái trồng nó mang lại. Cho nên là ngày hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho toàn thể anh em và các bạn về cách xử lý đất ha. Đặc biệt là có một số chị hỏi Dũng về cách xử lý đất như thế nào. Thì cái đất mà mình trồng trong thùng xốp á, hoặc là mình trồng trong những cái khay trồng rau thông minh á, thì Dũng sẽ các bạn sẽ đổ ra như thế này, các bạn sẽ đổ ra thế này, và cái nguyên liệu không thiếu đó chính là cái vôi các bạn, vôi nông nghiệp. Đây mình sẽ quay các bạn mà muốn mua cho rẻ đó, các bạn lợi lợi thẳng những cái cửa hàng mà bán thuốc bảo vệ thực vật, những cái loại cửa hàng mà vật tư nông nghiệp á, bạn mua một cái bao như vậy chỉ 50-60 ngàn thôi, bạn về bạn xài rất là lâu. Nó sẽ điều chỉnh được cái độ pH cũng như là cải tạo đất, khử trùng, và nó sẽ giúp được loại bỏ những cái tạp chất, những cái loại nấm, những cái loại côn trùng, ấu trùng có hại trong đất các bạn. Đó. Thì về cái cách thức mà mình làm thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, thì các bạn dùng tấm bạt cũng được. Để mình lấy này. Các bạn kiếm một cái tấm bạt ha. Hoặc là một cái vật liệu gì đó mình lót ở dưới. Mình có đất gạch nền, đất sạch mình sạch rửa cũng được. Hey, mình sẽ can ra, mình sẽ can ra đó, cái này mình mới can hồi hồi hôm qua, hôm nay mình lu bu mình chưa ấy. Bạn can ra ha, loại bỏ những cái tạp chất đi, bạn can ra thế này. Thì bạn can ra xong thì cứ một lớp đất thì bạn cho khoảng 2-3 nắm vôi mình rải lên ha, cứ lớp đất lớp vôi lớp đất lớp vôi. Sau đó mình giống như mình phơi đất vậy đó, khoảng tầm 3 đến 4 tuần là mình có thể tiến hành mình sử dụng là cái đất này ha. Đây là đất sạch ha, mình đã qua khử trùng bằng trực tế bằng vôi, tránh sử dụng những cái loại thuốc thuốc rầy hột, những cái loại thuốc hút đỏ, những cái loại thuốc mà nó diệt mầm bệnh trong đất đó các bạn. Thì nó cũng bạn cũng nên hạn chế ha, tại vì mình trồng trong phòng xốp mà. Đó, thì cái này các bạn có thể phơi trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần là mình có thể là tiến hành để mình tái sử dụng ha. Đó, thì trong đó mình cứ trải một lớp, mình thường thường mình cái thùng xốp của mình á, mình cứ khoảng 2-3 chậu đất thì mình cho một nắm vôi, 2-3 chậu đất thì mình cho nắm vôi đó, mình cứ lớp này lớp kia rồi mình can mình phơi đó, mình phơi ra. Trong quá trình phơi thì mình loại bỏ cỏ dại nè, rễ, những cái rễ cây thối nè, đó thì nó sẽ đảm bảo được cái việc là nó sẽ cải tạo là cái môi trường đất này. Và cái này mình tiến hành mình chỉ trộn sơ vừa rau trấu là mình có thể mình trồng rau là bao ok các bạn đó. Cái việc mà trồng rau thất bại hay không là do cái phần là giá thể ban đầu. Thật sự rau rất là dễ trồng, rau rồi ớt bầu bí nó thật sự nó rất là dễ trồng, nhưng mà đa phần là do mình trồng trong thùng xốp á. Nếu mà mình cứ cải tạo đất như vậy hoài thì mình nếu mà mình không có cải tạo đất và mình cứ để như vậy mình sử dụng hoài, mình trồng hoài, thì cái mùa đầu có thể có ok, nhưng mà qua những cái lứa tiếp theo các bạn trồng thì có thể nó sẽ có vấn đề, cây nó còi cọc không lớn, hoặc là nó khi cây mình mới trồng á, nó bị thối nhũng, nó mới lên đường khúc cái nó thối nhũng, hoặc là nó thối cái phần ngang cái phần gốc đi, thì mình rất là bực và mình rất là dễ nản trong cái quá trình mà mình trồng. Rồi khi mà bạn sử dụng vôi thì các bạn lưu ý là bạn áo dài tay đeo bảo hộ nha, tại vì vôi thì nó rất là nóng, và bạn nào mà đặc biệt là những bạn nữ mẫn cảm thì nó rất là dễ bị phỏng các bạn, rất là dễ bị sót và rất là dễ bị nóng. Như vậy đó, mình can ra mình phơi như vậy, mình phơi dài nắng ha, 2-3 tuần đó, mình để y mình không can nữa đó, rồi mình trộn, mình có đất sạch mình trồng. Đất này là mình lấy đất bưng ở dưới 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 vườn của mình đó các bạn, nó rất là tốt đó. Đó
mình phơi đất như vậy. Tại vì cái đất trong môi trường chậu hay là môi trường trong cái thùng xốp á, thì cái vi sinh vật nó phát triển nó không có bằng ở ngoài, không có bằng môi trường đất bên ngoài. Đất bên ngoài người ta trồng rau thì người ta cũng cuốc lên rồi người ta rải vôi ha, người ta làm 2 vụ 3 vụ thì người ta cũng phải làm như vậy các bạn, thì đất nó mới đảm bảo là đất để mà mình trồng mình đạt cái sản lượng ha, tránh tình trạng là ấu trùng nè, rồi những cái con sùng đất nó ăn rễ cây đó, phá hại rễ cây, những cái loại nấm nè, nấm bệnh nè, những cái bệnh nấm rồi những cái bệnh về tuyến trùng rễ nó tấn công phát triển mạnh, thì lúc đó mình trồng nó không có đảm bảo. Đó đó là những cái mẹo mà Dũng chia sẻ thật tâm với các bạn ha. Các bạn trồng rau á thì cái giai đoạn mà ngâm hạt giống bạn khỏi ngâm, bạn gieo vẫn lên, nhưng mà cái việc mà bạn xử lý giá thể, nếu mà bạn bỏ qua, bạn lơ là, thì Dũng cam kết với bạn 100% là bạn sẽ thất bại. Ok, xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những cái clip tiếp theo.